Thưa quý vị, Venezuela đóng cửa các trường học và cắt ngắn giờ làm việc vì tình trạng cúp điện kéo dài. Giới lãnh đạo của Venezuela vào ngày thứ Sáu ngày 8 tháng 3 đã ra lệnh đóng cửa hầu hết các trường học trên toàn quốc, cũng như là cắt ngắn ngày làm việc của nhân viên trong vùng do thủ đô Caracas cùng với nhiều thành phố lớn khác đang phải đối mặt với tình trạng cúp điện. Mọi việc được cho là bắt nguồn từ một vấn đề xảy ra bên trong nhà máy thủy điện chính của Venezuela. Trong một phát biểu đăng trên mạng xã hội Twitter, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez nói rằng chính phủ của ông Nicolas Maduro đang nỗ lực giải quyết các vấn đề gây tranh cãi, cũng như sớm đưa người dân ra khỏi cuộc sống tối tăm. Tổng thống Maduro cũng đã cáo buộc phe đối lập và Hoa Kỳ là kẻ phá hoại khiến cho nhà máy thủy điện không thể hoạt động như thường lệ. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tình trạng cúp điện xảy ra ở Venezuela.